Xin chào, mình xin trình bày cách vẽ ký hiệu cao trình. Thì nó cũng tương tự như trục định vị thôi. Mình sẽ vào đây mình xem. Đây, nó cũng có một cái tên là symbol. Và chúng ta chỉ cần tìm đúng cái đối tượng này mà chúng ta lót vào thôi. Cũng hai cách giống như vậy. Lần này mình sẽ sử dụng nail family. Và mình sẽ vào annotation. Mình sẽ tìm cái metric level hết. Thì như vậy á, từ đó các bạn suy ra những cái ví dụ như là ký hiệu của con ao, ký hiệu của cửa đi và chiều cao tầng chẳng hạn, hay là những cái ký hiệu của phòng vân vân, những cái ký hiệu 2D khác cũng được vẽ như vậy. Ở đây thì mình sẽ chọn là M level hex. Rồi ký hiệu của cái đầu. Ở đây thì mình sẽ xóa nó đi. Cái giờ này mình không có cần quan tâm. Rồi mình sẽ bắt đầu vẽ. Lên vẽ line vô. Thẳng lên. Ở đây thì mình sẽ vẽ kích thước nó nhỏ thôi. Nhỏ thôi nha các bạn. Rồi ở đây một cái tam giác như vậy nó đi lên. Nó gạt qua thế thôi. Vấn đề quan trọng ở chỗ này. Mình phải đặt những cái label vào. Đây là những cái khối chữ nó mang cái thông tin. Bây giờ cái khối đầu tiên đó mình sẽ đưa vào là cái tên của cái cao trình. Tên cao trình. Rồi ở đây là tên nè. Rồi cái repeat này là cái dòng chữ phía trước, cái phần chữ cố định phía trước cái tên của cao trình. Thì ở đây thì mình không có cần dùng. Mình sẽ dùng ở những cái family sau và những cái phần khác. Ở đây thì mình sẽ đặt tên nó là, ví dụ là mình ghi chữ tầng trệt thử ra. Đây chỉ là chữ để ví dụ thôi. Có thể bạn ghi chữ in cũng được, chữ thường cũng được. Rồi, ok. Đó. Đang để chúng ta biết, chúng ta chỉnh. Chỗ này, nó cho phép chúng ta chỉnh cái vị trí của cái chữ. Thì do mình canh từ bên cạnh bên này, canh qua đây. Cho nên là cái mục horizontal line, chúng ta nên chọn là left. Đó. Ok. Thì như vậy nó sẽ dễ hơn. Cái cao trình còn đây là kích thước. Mình có thể cho cái chữ nó là 0.9 chẳng hạn, cho này 0.9 đó, cho chữ nó cái chữ độ ngang nó ít lại. Rồi chữ này sẽ là chữ in đậm và transparent cho phía sau nó trong suốt. Ở đây thì màu thì không có gì rồi. Ok. Rồi, thêm một label nữa. Lần này sẽ là cái độ cao của nó, elevation. Rồi, thì mình sẽ thử ví dụ nha. Là 0.000. Rồi, lưu ý. Ở đây, mình sẽ bỏ dấu tích là use project setting để đổi về đơn vị mét và meters. Tại vì Việt Nam chúng ta sử dụng cái đơn vị này. Meter. Rồi, chúng ta không có cần đơn vị phía sau đâu, nhưng mà sẽ có khoảng 3 ký hiệu phần hợp phân đó, 0.000. Mà thật ra đó là chúng ta có thể để 0.00 cũng đủ rồi, không cần phải 3 số, bởi vì cái độ chính xác của chúng ta thì bất quá là lẽ 50 thôi, hoặc là 20, 10 gì đó, 30, 40 gì đó, nhưng mà chẳng bao giờ mà lẽ là 45, 55 gì đâu, cho nên có thể để 2 số cũng được. Rồi, ở những cái dưới này thì mình sẽ chú ý cái mục là show less for positive value. Có nghĩa là nếu như cái số chúng ta là số dương thì nó sẽ có dấu cộng. Và dĩ nhiên là số âm thì nó sẽ có dấu trừ rồi các bạn. Mình nắm ok. Cái này mình bỏ bớt số 0 đi. Đó, để dễ canh hơn. Ở đây. Và cũng tương tự như vậy, ở đây mình chọn left. Để mà cái chữ này nè, nó nhỏ hơn. Chắc ở đây mình phải cho cái này nó nâng lên chút rồi. Đây cũng vậy, để trim lại. Chỗ này thêm một dấu cộng nữa. Ở đây chúng ta có thể duplicate lên. Ví dụ ở đây là 2.5mm. Rồi, mình sẽ giảm kích thước đối tượng này lại, 2.5 thôi. Đó. Cái này là tùy ý các bạn nha. Rồi để mà đẹp hơn, mình có thể tô đen cái ký hiệu tam giác này.
stream lại. Sonic Black, ok. Đó. Rồi bây giờ đây là ký hiệu cầu trình của chúng ta. Các bạn lưu ý cả hai đây đều là label hết nha. Rồi mình sẽ save nó lại. Save nó lại là ký hiệu cao trình, ký hiệu level, level head đó. Rồi mình sẽ load vào trong dự án của chúng ta. Ở đây mình sẽ mở một cái file default metric đi cho nó không, cho nó mới, mình không có sử dụng cái file đã có rồi. Ở đây mình sẽ load cái ký hiệu cao trình vào. Ok, bỏ file này. Rồi đơn giản thôi, mình sẽ về một cái mặt bằng. Đây là cái ký hiệu của template mặc định ha. Mình chỉ cần vào, mình có thể duplicate anh cũng được, nhưng mà ở đây một công trình đó thì mình dùng một ký hiệu thôi, thì mình đổi luôn đi. Ok, đó đó. Rồi còn cái ký hiệu này nè, bạn muốn dấu chấm gặp gì đó thì cũng giống như trục định vị khi nãy đó, thì chúng ta sẽ vào cái mục line button để chỉnh lại, tạo thêm một cái nét trục định vị vào nha. Đó, tương tự như vậy đó, thì các bạn cũng có thể chỉnh màu giống như trục định vị, ví dụ là màu xanh này chẳng hạn. Ok, rồi những cái này cũng tương tự luôn. Và cái độ đây là cái kích thước nét của nó, mình cũng để số 1 đi. Những cái ký hiệu này thì mình để cái nét mỏng nhất, còn nếu như mình để vào 11 là nó rất là dày thì nó vô cùng khó chịu. Vậy là chúng ta đã làm xong ký hiệu cao trình. Cảm ơn các bạn.